Rồi, đổi khay rồi. Reckless lại lên tiếp. Oh my god. Liệu bên thủ cờ sẽ lỗ hay là bên tông cờ lỗ? Bên Swarm. Xem thử coi như thế nào nha anh em. Một pha tông cờ rất là hấp dẫn của hai Big Kingdom. 1-3-5 Gali và thủ cờ của 1-2-5-4. Chúng máu mà nắm ngoài không tức luôn. Khay liên tục luôn em, đổi khay liên tục. Chica tiếp tục lên là người phòng thủ. Bên nào sẽ lỗ đây? Thời gian đã trôi qua rất nhiều. Có thể là bên phía của 1-3-5 họ đang kéo thời gian để cho một cái Gali khác đến. Oh my god. Phan cờ có thể nói là đi vào lịch sử. Swarm tận gần 20 phút. Dường như có một cái gì đó ở đây anh em ơi. Rồi, dường như là mất đi một cái màu đỏ ở chính giữa rồi anh em ơi. Chuẩn bị.
chuẩn bị gần xong, gần xong. Tiếp tục là đổi cây. Hiểu bên nào sẽ là cháu hơn bên nào. Tiếp tục là một lần đỏ. Oh my god, chứ God, vẫn chưa xong. 117 mới được gọi là hồi phục lại. 104, 103. Chưa xong cái cây cờ. Hai bên nào cũng đều rất trâu. Một quả số 5 và một quả số 4. Thời gian đã tiến đến 20 phút. Đã hơn 20 phút rồi. Buông rồi, buông rồi.